Em nó dòng cái đầu máy đó dòng cái xà lan thằng cẩu nó qua cầu sao nha các bạn, kéo dày ha. Cậu đó là múc đất nạo vét kinh thôi. Sắp đi tới cầu. Mà vừa không biết đầu máy nhỏ xíu mà mạnh dữ dằn, máy mạnh rồi vừa
mấy cái rầu múc múc đất này các bạn. Nãy tưởng đâu là hôm qua được cầu thì khi chắn lại rồi bơm nước vô, nó có cái máy bơm nước nè, bơm vô chỗ dưới cái họng đó để cho nó thấp xuống khẩm xuống nè, qua mà qua dừa. Xúc đá 1-2 nha các bạn, xúc đá 1-2 để cho xe tải. Cái gạo đó kìa, cái gạo giá trị đá hả?